Cuộc sống không phải chờ đợi cơn bão qua đi, mà là học cách nhảy múa dưới cơn mưa. Câu nói đầy cảm hứng của nhà văn Vivian Greene không chỉ nhắc nhở về nỗ lực vượt qua những điều không như ý, mà còn thôi thúc mỗi người chọn lối sống chủ động đối mặt với thử thách. Tinh thần ấy trở thành kim chỉ nam quan trọng giúp thế hệ trẻ, đặc biệt là tân sinh viên, đang tìm kiếm hướng đi đến thành công trong học tập, rèn luyện, làm việc ở môi trường đại học và doanh nghiệp. Làm sao chủ động điều khiển cuộc đời mình? Cần chủ động thực hiện điều gì để tìm được công việc mong ước? Giải đáp trăn trở về lối sống chủ động ấy, tiến sĩ Nguyễn Tuấn Quỳnh gửi đến người trẻ câu trả lời tỏ tường qua những trang sách đầy kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của bản thân. Và điều ấy thể hiện đặc biệt rõ nét qua cuốn sách Sống ở thể chủ động. Bắt đầu khởi nghiệp cùng sách vào năm 2016, tiến sĩ Nguyễn Tuấn Quỳnh, doanh nhân được mệnh danh người hụt ngành gas, từng kiếm 1,2 triệu USD ở tuổi 35, đã từ bỏ công ty doanh thu 4.000 tỷ để thực hiện sứ mệnh mang nhiều cuốn sách giá trị đến với giới trẻ. Với kinh nghiệm từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại nhiều công ty sách hàng đầu Việt Nam như Tổng Giám đốc Alpha Books, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phương Nam Books, anh Tuấn Quỳnh đã thành công thực hiện mục tiêu của mình khi đang giữ vai trò chủ tịch hội đồng quản trị của những công ty sách quen thuộc với độc giả Việt Nam gồm Saigon Books, Yen Books và Chi Books. Ngoài ra, anh còn là tác giả sách truyền cảm hứng của các tác phẩm như Sống ở thể chủ động, Tin vào chính mình, Cứ bay rồi sẽ cao, Chào ngày mới. Hơn vậy, anh Tuấn Quỳnh luôn quan niệm thành công còn ở phía trước. Tôi chỉ muốn dành thời gian cho công việc mà tôi cho là tạo ra nhiều giá trị nhất, không chỉ cho bản thân mà còn cho mọi người. Tích cực chia sẻ ở các lớp đào tạo khởi nghiệp của trường đại học, làm ban giám khảo cuộc thi, tham gia nhiều hoạt động xã hội. Xuyên suốt các hoạt động ấy, tinh thần sống chủ động cùng những câu chuyện khởi nghiệp, làm việc tại doanh nghiệp của anh trở thành cảm hứng cho nhiều bạn trẻ, người lớn đam mê. Những câu chuyện về con đường tự học, chấp nhận thử thách, làm việc nhỏ với tình yêu lớn, nỗ lực trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực theo đuổi và trở thành trang sách quý về mẫu người hành động, động lực thôi thúc người trẻ không dừng lại. Đây là cách CEO Saigon Books đóng góp và cống hiến cho cộng đồng. Sống ở thể chủ động. Cuốn sách bao gồm những câu chuyện góp nhặt từ kinh nghiệm thực tế trên thương trường và qua những chuyến đi đáng nhớ trong hành trình của tiến sĩ Nguyễn Tuấn Quỳnh. Qua từng câu chuyện riêng của chính mình về kinh nghiệm làm nhân viên khi vừa tốt nghiệp hay trở thành lãnh đạo cấp cao của nhiều công ty, tác giả chân thành chia sẻ từng bài học chung cho người trẻ. Tác phẩm không dừng lại ở lời khuyên đơn thuần mà còn mang tính thực tiễn cao bởi được đúc kết từ những kinh nghiệm thực tế trong chính cuộc đời tác giả. Đây là cẩm nang cho các bạn trẻ cần rèn luyện thói quen sống có chủ đích và chủ động lựa chọn con đường của riêng mình. Qua 4 phần gồm sẽ chia kinh nghiệm, doanh nhân, những con đường tôi qua, tản văn và tạp bút. Nhiều câu chuyện khác biệt giữa đi học và đi làm được bóc tách và phân tích. Đọc Sống ở thể chủ động, độc giả vừa được nghe những lời thủ thỉ tâm tình của đàn anh đi trước, vừa được khai mở góc nhìn của một lãnh đạo kinh nghiệm, người có quyền sinh sát trong việc tuyển dụng nhân sự. Ưu tiên làm đẹp CV với bằng cấp hay hoạt động xã hội? Sinh viên chưa có kinh nghiệm cần làm gì để dễ dàng tìm việc? Làm sao để được tuyển dụng khi không có nhiều mối quan hệ? Có thể dựng mối quan hệ với người thành công bằng cách nào? Những câu trả lời chi tiết, hướng dẫn tận tình và văn phong truyền cảm hứng, tạo động lực thôi thúc người trẻ hành động. Bởi nếu không dám bước đi, con đường sẽ mãi chỉ là một ảo ảnh trong tâm trí. Trong Sống ở thể chủ động, tiến sĩ Nguyễn Tuấn Quỳnh khuyến khích độc giả luôn sống ở thể chủ động. Vì cuộc đời được dẫn dắt bởi những ước mơ, sống an phận và lười tự học là nguyên nhân của thất bại. Anh đặc biệt dành những trang sách viết về bí kíp chủ động cho sinh viên chuẩn bị đi làm, kỹ năng cần có trong thời đại mới, kinh nghiệm làm tốt những công việc bình thường nhất, sống chân thành và đạo đức. Đồng hành cùng với bạn trẻ mới đi làm,
Anh Tuấn Quỳnh đánh giá điều quan trọng cần chủ động rèn luyện gồm tính kiên nhẫn, khiêm tốn, óc cầu tiến, khả năng làm việc tập thể để trở thành ngôi sao lấp lánh trong dải ngân hà chứ không phải ngôi sao cô đơn. Nhiều câu chuyện trong sự nghiệp của anh trở thành case study ý nghĩa, thú vị và khẳng định quá khứ không thể thay đổi nhưng tương lai có thể định hình nếu chủ động bắt đầu từ hôm nay. Như một người anh, người bạn chân thành, cây bút Tuấn Quỳnh chia sẻ cho con sống, hãy sống ở thể chủ động, ở cách khách quan, ở thì hiện tại và ở ngôi thứ nhất. Hãy sử dụng động từ yêu thương, anh quan tâm đến những điều vi tế nhất trong tâm tư bạn đọc trẻ khi nói về chủ đề lòng biết ơn. Lan tỏa thông điệp sống cân bằng, anh cho biết bản thân thường đếm những điều tốt đẹp nhận được để luôn có những khoảnh khắc cảm thấy vui tươi, mãn nguyện vì những điều này, điều kia, dù nhỏ, thậm chí rất nhỏ. Anh cho rằng lòng biết ơn có thể giúp độc giả hưởng nếm trọn vẹn những hương vị tuyệt hảo nhất trong kiếp sống con người. Và từng thông điệp nhỏ như truyền lửa cho các bạn trẻ vững tâm vượt chông gai trên hành trình của chính mình. Sống ở thể chủ động khuyến khích mỗi cá nhân không dừng lại ở việc nuôi dưỡng những ước mơ mà trở thành lời kêu gọi hành động. Phong cách biết giản dị và tác động trực tiếp thể hiện qua ngôn từ giản dị nhưng vẫn đầy sức nặng và chân thật. Những câu chuyện đời thường được lồng ghép đầy chân thật và cho bạn đọc quen thuộc và dễ đọc cảm. Tiến sĩ Nguyễn Tấn Quỳnh đúc kết luôn luôn có cơ hội thành công và làm giàu cho những bạn không ngừng học hỏi và nỗ lực vươn lên. Cuộc sống vốn công bằng, bạn sẽ nhận được những gì mình nỗ lực và cho đi. Hãy đừng bằng lòng với một cuộc sống buồn tẻ, làng nhàng mà hãy cố gắng đọc sách, học tập trong và ngoài giảng đường, dấn thân, trải nghiệm để sống một cuộc đời có ích. Và thông điệp về lối sống chủ động không chỉ giới hạn trong phạm vi làm việc và học tập. Điều tốt đẹp ấy mở rộng cho mọi người. Hãy sống ở thể chủ động, ở cách khách quan, ở thì hiện tại và ở ngôi thứ nhất. Hãy sử dụng động từ yêu thương.